Châu Minh Chí, Đông Dương, xin mời Úc Nữ, Trinh Nữ, Kiều Linh, xin mời người anh rất là dễ thương của Hoàng Mập, Mai Sơn, xin mời Đông Dương, xin mời Hà Kim, xin mời Diệp Trấn Thanh, xin mời Tấn Dũng, xin mời Nguyễn Tấn Anh. Em mời nó có nụ để mọi người có hình thôi chứ không có gì hết. Đây là những gương mặt rất là móc của bộ phim này. Đứa nào cũng xinh, cũng đẹp, cũng dễ thương. Xin mời nhà báo Lê Quang Thanh Tâm, đạo diễn của phim, lên tặng hoa này ông nội. Nói rồi là tặng qua tặng lại đó. Tặng qua tặng lại cho chị em gì đó. Không, cho nhiều bộ lên rồi. Sao nhập mặt cũng sớm chứ trời. Chị em đặt cái mấy chục bó qua là anh chị ơi, chứ không phải có mấy món mà tiền qua tiền lại đâu nha. Yên ái, giọng hát rất là nội lực. Sau cái vụ mà ra mắt qua đi tình yêu thì sẽ một cái ca khúc chủ đề, ca khúc để cho em khóc, được sáng tác bởi nhạc sĩ Phúc Trường, Vi Oanh thể hiện trong phim. Thì bây giờ mời mọi người xem nốt cái MV này rồi chúng ta nhập tiệc. Xin mời MV ạ.